Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Need the better, better truth. I need.
Vâng, và nói thật lòng là tôi cảm thấy là cái quyết định này là một quyết định tốt nhất mà tôi đã từng đưa ra được trong cuộc đời của mình. Và bây giờ chúng ta có được cái kết quả như thế này thì chúng tôi cũng phải gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, bởi vì chính các bạn là những người đã giúp cho cái quyết định ngớ ngẩn ban đầu của tôi trở thành một quyết định may mắn như vậy.